VTV Cup bắt tay với Africa TV ra mắt nền tảng livestream đỉnh cao ở Việt Nam. VTV Cup, một trong các đơn vị truyền thông hàng đầu Việt Nam, chính thức bước vào cuộc chiến của ngành công nghiệp livestream bằng việc kết hợp với Africa TV, nền tảng livestream số 1 Hàn Quốc, cho ra mắt sản phẩm Interactive Livestream Online. Đây cũng chính là nền tảng livestream đang được Faker và cả T1 sử dụng. Online sẽ khởi đầu với việc chia sẻ bản quyền giải đấu LCK, cùng với đó là hơn 100 minigame với tổng phần quà lên tới hơn 400 triệu. Giờ đây, người dùng có thể vừa xem, vừa chơi minigame, dự đoán tỷ số và nhận thưởng ngay trong trận thông qua tính năng tương tác không giới hạn, Interactive. Song song với việc tiếp sóng trực tiếp các trận đấu LCK từ LCK tiếng Việt, Online còn sở hữu loạt streamer tiếng tăm như Mạnh Mèo, Mạnh An, Cậu Vàng, Hy Nam để thổi lửa cho những pha highlight mãn nhãn. Như vậy, thay vì bắt buộc ngồi xem một vài caster chính của giải, thì người xem có thể tự do lựa chọn caster yêu thích, bình luận các trận đấu trong danh sách caster của Online. Đây là một trong những điểm cộng lớn về sự đa dạng, phong phú trong hệ thống nội dung độc quyền mà Online mang lại. Tính năng tương tác cũng sẽ là điểm đáng chú ý của Online, cho phép người xem tự do lựa chọn và điều khiển phiên stream bằng tính năng Interactive, tương tác trực tuyến. Công cụ này giúp người xem có thể tham gia tương tác với streamer bằng cách đặt câu hỏi, bình luận hoặc tặng quà cho streamer yêu thích. Đặc biệt, nền tảng ưu tiên đưa người dùng vào vị trí người quyết định hướng diễn biến, phát triển nội dung buổi livestream. Là một nền tảng mới nhưng mang lợi thế về kho nội dung đa dạng, yếu tố công nghệ và sự hậu thuẫn từ hai ông lớn trong ngành. Hy vọng Online sẽ nhanh chóng trở thành nền tảng streaming hàng đầu Việt Nam.